Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines khiến nửa triệu người phát sốt chỉ với một bức ảnh, bảo sao cách xê cao hơn cả mẹ. Nói đến mặt đỉnh cao nhan sắc của xứ nghìn đảo Philippines, người ta sẽ nghĩ ngay đến cái tên Marian Rivera, mỹ nhân đẹp nhất Philippines. Hiện tại còn đặc biệt chú ý vì có hai nhóc tỳ xinh như thiên thần, vừa cất tiếng khóc chào đời đã nổi tiếng. Đặc biệt mới đây bé Gia đã gây bão mạng xã hội chỉ với một bức ảnh. Trên fanpage chính thức ở Facebook, Marian đăng ảnh cô con gái rượu diện váy điệu đà, hút mọi ánh nhìn với viral trời cho. Bức ảnh này đến nay đã đạt đến mức 504.000 lượt like, gần 4.000 lượt share và 6.800 bình luận. Nhiều netizen để lại lời khen có cánh cho thiên thần nhí. Có người còn cảm thán, thế này bảo sao cách xê còn cao hơn cả mẹ. Được biết, đến khi 4 tháng tuổi, Gia đã có những hợp đồng quảng cáo đầu tiên với mức thù lao nhỉnh hơn cả mẹ. Hình ảnh xinh xắn đáng yêu hết cỡ của Gia khiến dân tình phát cuồng. Bức ảnh đạt được lượt tương tác quá khủng, vượt trội hơn hẳn các bài đăng khác. Từ nhỏ, Gia rất đắt sâu quảng cáo, kỹ năng tạo dáng và biểu cảm của bé đáng nể được cho là thừa hưởng tốt chất từ cả bố lẫn mẹ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.